sợ thua Việt Nam, Indo nhập tịch cầu thủ ngay tại sân bay. Trung vệ Nathan Joe Aon đã đến Indonesia để làm lễ tuyên thệ nhập tịch. Đáng nói, vừa xuống máy bay, cầu thủ gốc Hà Lan đã được đưa thẳng vào văn phòng nhập cư của sân bay để làm lễ tuyên thệ nhập tịch thay vì tại văn phòng nhân quyền như thông lệ. Nathan Joe Aon là một trong ba cầu thủ có gốc nước ngoài mới nhất được huấn luyện viên Shin Tae-yong triệu tập để chuẩn bị cho hai trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Báo Indonesia lo ngay ngáy vì huấn luyện viên Chu Xie triệu hồi tiền đạo cứ gặp là nổ súng. Báo Indonesia lo lắng cho đội nhà khi huấn luyện viên Chu Xie gọi lại tiền đạo Nguyễn Tiến Linh để hướng đến hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2026. Trước thông tin đó, trang Surya của Indonesia đã tỏ ra khá lo lắng cho đội nhà. Huấn luyện viên Shin Tae-yong phải thật cảnh giác bởi tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh đã bình phục chấn thương và lấy lại phong độ. Ở trận đấu gần nhất tại V-League, Tiến Linh đã ghi hai bàn giúp Bình Dương giành chiến thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An, trang Surya viết. Đỗ Hùng Dũng có thể kịp trở lại đấu Indonesia. Hùng Dũng bị rách bàn chân phải sau va chạm cuối trận Hà Nội FC thua Thanh Hóa 0-2 ở vòng 9 V-League ngày 18 tháng 2. Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã bình phục chấn thương, có thể trở lại thi đấu từ Cúp Quốc gia 2023-2024 vào tuần sau. Đây là một tin hết sức vui mừng cho huấn luyện viên Chu Xie, khả năng Hùng Dũng góp mặt trong hai trận đấu quan trọng với Indo là rất cao.